Chào mừng em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 2, chương trình sách kết nối tri thức với cuộc sống qua sách và bài tập. Rồi trong video hôm nay các em sang bài 3. Các thành phần của phép cộng, phép trừ. Tiết 1. Trước hết là các em làm bài tập số 1, các em điền số thích hợp vào chỗ trống. Ở đây chúng ta có một bảng gồm 3 dòng. Dòng thứ nhất là các số hạng, dòng thứ hai là các số hạng, dòng thứ ba là các em tính tổng tương ứng. Thầy giáo ví dụ ở cột đầu tiên, số hạng thứ nhất là 32, số hạng thứ hai là 4. Để tìm tổng thì các em lấy 32 cộng 4 bằng 36. Rồi ở đây các em lưu ý 32 cộng 4 bằng 36 thì số 32 người ta gọi là số hạng, số 4 người ta gọi là số hạng. Kết quả của phép tính, kết quả của phép cộng chúng ta gọi là tổng. 32 cộng 4 cũng được gọi là tổng. Rồi như vậy là muốn tìm tổng của hai số hạng thì các em chỉ việc lấy hai số hạng đó các em cộng với nhau. Rồi bằng cách làm tương tự, số hạng thứ nhất là 40, số hạng thứ hai là 30. Muốn tìm tổng thì các em sẽ lấy 40 cộng với 30. Rồi ở đây các em cộng luôn hàng đơn vị. Số đơn vị là 0 cộng 0 bằng 0. Số chục là 4 cộng 3 bằng 7. Số hạng là 25. Số hạng là 61. Tổng sẽ là 25 cộng 61. 5 cộng 1 bằng 6. Các em viết 6. 2 cộng 6 bằng 8. Các em viết 8. Số hạng là 80. Số hạng là 7. Vậy tổng sẽ là 80 cộng với 7. 0 cộng 7 bằng 7. 8 em hạ xuống. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Tính tổng rồi nối với kết quả tương ứng theo mẫu. Rồi trước hết là chúng ta có mẫu như sau. Chú thỏ thứ nhất. Tổng của 40 và 30. Muốn tìm tổng của 40 và 30 thì chúng ta lấy 40 cộng với 30. 0 cộng 0 bằng 0. Viết 0. 4 cộng 3 bằng 7. Viết 7. Vậy tổng của 40 và 30 bằng 70. Chúng ta nối chú thỏ này với củ cà rốt có viết số 70. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước rồi đấy nháp. Sau khi làm xong thì các em sẽ bấm tiếp tục video và các em so sánh xem là mình làm đã đúng hay chưa nha. Rồi tiếp theo là các em sang chú thỏ thứ hai. Tổng của 46 và 13. 46 và 13. Thì các em sẽ lấy 46 cộng với 13. Các em đặt tính và thực hiện phép tính này ra giấy nháp. Các em cộng số đơn vị trước này. 6 cộng 3 bằng 9 này. Viết 9. Sau đó là các em cộng đến số chục. 4 cộng 1 bằng 5. Viết 5. Vậy tổng của 46 và 13 bằng 59. Các em sẽ tìm củ cà rốt có viết số 59. Các em nối với chú thỏ này. 59 đây. Tổng của 24 và 11. Rồi các em lấy giấy nháp ra. Muốn tìm tổng của 24 và 11 thì các em sẽ đặt tính và tính 24 cộng 11. 4 cộng 1 bằng 5. 2 cộng 1 bằng
Phần 3. Các em tìm củ cà rốt có viết số 35. Rồi số 35 đây. Các em nối với chú thỏ này. Tiếp theo là tổng của 50 và 37. Tìm tổng của 50 và 37 thì các em lấy 50 cộng với 37. 0 cộng 7 bằng 7. 5 cộng 3 bằng 8. Các em tìm củ cà rốt có viết số 87. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu. Ở đây chúng ta có 3 cột. Cột có viết các số hạng. Cột thứ hai là viết các số hạng thứ hai. Và cột thứ ba là tổng. Từ các số hạng và tổng lập được các phép cộng thích hợp là. Ở đây người ta chỉ yêu cầu các em lập phép cộng thôi. Các em lấy một số trong số hạng thứ nhất. Các em cộng với một số nào đó trong số hạng thứ hai. Và tổng của nó phải xuất hiện trong cột thứ ba. Còn nếu không xuất hiện trong cột thứ ba thì các em phải chọn lại. Thầy giáo ví dụ 33 là số hạng ở cột thứ nhất. Chúng ta cộng với số 20 là số hạng ở cột thứ hai. Các em nhớ số ở cột thứ nhất phải cộng với số ở cột thứ hai nha. Và kết quả phải xuất hiện trong cột thứ ba. 33 cộng 20 thì chúng ta tính được kết quả bằng bao nhiêu? Bằng 53. Đúng không? Số 53 này nó có mặt ở cột thứ 3. Đây, 33 cộng với 20. 3 cộng 0 bằng 3. 3 cộng 2 bằng 5. Có đúng là bằng 53 không? Vậy chúng ta sẽ lập được phép cộng thích hợp là 33 cộng 20 bằng 53. Rồi, bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước giờ giấy nháp. Sau khi làm xong thì các em sẽ bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm đã đúng hay chưa. Có chỗ nào cần phải bổ sung thêm không nhé. Rồi, tiếp theo. Số 33 là các em lập rồi đúng không? Bây giờ các em lấy số 22. Số 22 cộng với số nào ở cột thứ 2 để chúng ta được tổng ở cột thứ 3. Rồi cách làm ở đây là các em cộng số đơn vị trước. Số 22 có số đơn vị là 2. Rồi. Số 14 có số đơn vị là 4. 2 cộng 4 bằng 6. Ở cột tổng này không có số nào có số đơn vị là 6 cả. Vậy 22 các em không thể cộng với 14 được. Rồi các em nhẩm tiếp. Số 16 có số đơn vị là 6. Các em lấy 2 cộng 6 bằng 8. Thì ở tổng nó có số 38. Có số đơn vị là 8. Vậy các em đoán là 22 cộng 16 bằng 38. Để xem là mình đoán có đúng hay không thì các em sẽ đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp. 22 cộng 16. 2 cộng 6 bằng 8 này. 2 cộng 1 bằng 3. Đúng không? Đúng là 38. Vậy các em viết vào chỗ này. 22 cộng 16 bằng 38. Tiếp theo là 51 này. 51 thì các em sẽ cộng với số hạng còn lại là 14. Các em nhẩm này, số đơn vị là 1 cộng 4 bằng 5. Ở cột tổng này có số 65, có số đơn vị là 5. Vậy các em đoán là 51 cộng với 14 bằng 65. Để xem mình đoán có đúng hay không thì các em sẽ đặt tính và thực hiện phép tính này ra giấy nháp để kiểm tra. 51 cộng với 14. 1 cộng 4 bằng 5. 5 cộng 1 bằng 6. Rồi kết quả đúng là 65. Vậy chúng ta viết thêm phép tính nữa vào đây.
51 cộng 14 bằng 65. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Các em tô màu hai thẻ ghi hai số có tổng bằng 34. Hai thẻ nào ghi hai số có tổng bằng 34? Thì cách làm ở đây là các em sẽ cộng hàng đơn vị thôi, các em chỉ cần nhẩm hàng đơn vị thôi. Thầy giáo ví dụ ở đây số đơn vị là 4 này, cộng với số đơn vị ở đây là 4 này, 4 cộng 4 bằng 8. Mà số đơn vị của tổng nó là 4 cơ. Được chưa? Vậy không được. Tiếp theo này, 4 cộng với 0 bằng 4. Nhưng 14 cộng với 10 thì không bằng 34. Vậy chỉ có 24 cộng với 10 bằng 34 thôi. Các em thử lại này. 4 cộng 0 bằng 4. 2 cộng 1 bằng 3. Đúng không? Vậy 24 cộng với 10 bằng 34. Hai thẻ ghi hai số có tổng bằng 34 là 24 và 10. Được chưa? Rồi các em thích tô màu nào thì các em tô thôi. Rồi như vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Rồi nếu các em cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha. Bằng cách là các em nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè của các em cùng xem. Rồi xin chào và chúc em học tốt.